Thụy Trường là một xã ven biển của huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Không chỉ nổi tiếng với các loại thủy hải sản như tôm, cua, cá, cáy, mà còn được biết đến là mảnh đất của các giống cây trồng đặc trưng như thuốc lào, dưa gang, hành tỏi. Từ lâu, người dân nơi đây đã truyền tụng câu ca sao: tỏi Thụy Trường vừa thơm vừa sạch, về Thụy Trường nhớ sách mang đi. Đứng chân trên địa bàn này đã hàng trăm năm, cứ độ đông về trên quê hương Thụy Trường đâu đâu cũng thấy màu xanh của hành tỏi. Từ nhiều năm nay, người trồng tỏi vẫn chỉ sản xuất theo phương thức tự cung, tự tiêu. Đến khi thu hoạch thì mang ra chợ bán, đắt thì hưởng đắt, rẻ thì chịu rẻ, thu nhập chẳng được bao nhiêu mà còn bị tư thương ép giá xin cân. Trong khi hành tỏi Trung Quốc giá rẻ tràn lan trên thị trường, với mong muốn nâng cao giá trị của cây tỏi và xây dựng thương hiệu xứng đáng cho sản phẩm của quê hương, năm 2019, Hợp tác xã Trường An được thành lập nhằm đem đến sản phẩm tỏi trắng và tỏi đen đảm bảo chất lượng, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Tỏi Trường An thường được trồng vào vụ đông từ tháng 9 đến tháng 1, tháng 2 năm sau, nhưng thu hoạch rộ nhất vào tháng 1. Tỏi là loại cây ưa ẩm và đòi hỏi đất trồng tơi xốp, màu mỡ, phải bón nhiều phân hữu cơ và tưới nước thường xuyên. Được trồng ở vùng đất ven biển, có diện tích đất bãi phù sa bồi đắp, vào ban đêm lại có sương và hơi ẩm từ biển thổi vào, tạo độ ẩm cho tỏi phát triển, nên khi đưa vào trồng tỏi cho củ chắc, tép nhiều và đều, có vị cay đặc trưng, thơm nhưng không gắt như tỏi trồng ở những nơi khác. Tỏi được trồng theo phương thức truyền thống với phần lớn sử dụng phân hữu cơ và bảo quản theo cách thủ công, hun khói, không có thuốc sâu, hóa chất, thuốc tăng trưởng, nên tỏi Trường An đảm bảo sạch, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Tỏi không chỉ là gia vị quen thuộc giúp cho các món ăn trở nên thơm ngon, hấp dẫn mà còn có tác dụng phòng và điều trị một số bệnh như cảm cúm, tim mạch, tiểu đường, tăng cường trí nhớ, làm đẹp da. Bên cạnh việc trồng và xuất bán tỏi trắng, các thành viên của Hợp tác xã Trường An còn đầu tư máy móc hiện đại theo công nghệ Việt-Nhật để sản xuất tỏi đen nhiều nhánh. Tỏi thu hoạch sau khi phơi khô được các thành viên Hợp tác xã lựa chọn những củ tỏi già, to đều, màu tía, đem treo lên giá, hàng ngày hun khói giữ nhiệt, độ nóng đều từ 35 đến 40 độ C. Tiếp đó, tỏi được sơ chế, rửa sạch, phơi khô rồi đưa vào máy ủ men tự động. Trong quá trình ủ, khâu kỹ thuật được hợp tác xã đặc biệt coi trọng, thường xuyên kiểm tra, thay đổi vị trí các khay để tỏi lên men đều và không bị cháy. Sau khi ủ men, tỏi được sấy khô khoảng 7 đến 10 ngày. Cuối cùng, sau 50 đến 55 ngày, tỏi sẽ được đưa ra khỏi lò, đóng gói và chuyển đến người tiêu dùng. Ngày nay, cuộc sống hiện đại, con người ngày càng quan tâm đến các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên để bảo vệ sức khỏe. Do đó, thị trường tỏi đen càng có cơ hội rộng mở. Tỏi đen chứa nhiều dưỡng chất, không chỉ giúp ngăn ngừa ung thư, hạ men gan, chống oxy hóa, mà còn hỗ trợ điều trị các bệnh cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường, giảm mỡ máu. Từ những lợi thế mà cây tỏi mang lại, Hợp tác xã Trường An đã mở rộng quy mô sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đem lại thu nhập cao hơn cho bà con xã Thụy Trường. Trong thời gian tới, Hợp tác xã dự định đầu tư thêm 2 máy sản xuất tỏi đen cỡ lớn và mở rộng thị trường ra khắp cả nước. Hiện nay, Hợp tác xã Trường An đang tập trung đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại và triển khai các hoạt động trưng bày, quảng cáo nhằm đưa tỏi trắng và tỏi đen vào các hệ thống siêu thị, cửa hàng kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn. Đồng thời, Hợp tác xã đang hoàn thiện hóa sản phẩm từ bao bì, nhãn mác, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu và quảng bá truyền thông sản phẩm thông qua việc tham gia chương trình OCOP để tạo đà thuận lợi đưa sản phẩm tỏi đen và tỏi trắng Trường An ra khỏi phạm vi tỉnh Thái Bình, từng bước chinh phục thị trường trong nước và vươn ra thị trường quốc tế.